Xin bạn thuê trọ của VHU. Dạ ra là ở trọ chung chủ, nhưng mà cô chủ trọ của em dễ thương lắm, hay nấu đồ ăn mời em qua ăn. Nhưng mà đặc biệt là cô chủ trọ có một con trai rất là đẹp trai. Dạ em thấy em suôn sẻ lắm, không có kiếp nạn gì chưa? Em không có kiếp nạn gì hết, tại vì em ở với gia đình, chi phí nó cũng rẻ hơn so với lại ở ngoài. Trọ em thì 10 giờ là đóng cửa rồi, nhưng mà 11 giờ thì em mới đi học nhóm về, nên là sẽ bị nhốt ở ngoài ạ. Dạ kiếp nạn em khi ở trọ đó là hầm gửi xe em rất là nhỏ, mỗi lần dẫn xe ra rất là khó. Cái hầm gửi xe mà em tưởng là như cái mê cung vậy. Trọ em ở lầu 4 nhưng mà lại không có thang máy, cho nên mỗi lần em đi học là phải leo lội từ lầu 4 xuống lầu 1, rất là mệt ạ. Trọ mình đó là ra vào bằng giáo bắt tay, nhưng mà kiếp nạn của mình đó là khi chiều đi học về hay mắc mưa, giáo bắt tay của mình không lấy được, nó bị biến dạng. Kiếp nạn khi ở trọ của em đó là em đi làm bài thuyết trình về trễ, và giờ của em với bạn em hoàn toàn khác nhau, thì tầm 10 giờ bạn em đã đeo tai nghe vào và đi ngủ. Thì trong khi đó em về em gõ cửa, bạn em không mở cửa, tại vì cửa tụi em là cửa một chiều, và em đứng đợi bạn em một tiếng đồng hồ.